Hello, everybody. Hello, everybody. Hi. Hello. Hello. Yes. Hello. Hi. Yes. Hello. Hello. Nice to meet you. Hello. Hi, guys. Hello. 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 Hello, guys. Hello. Hello. Hello, yes. Hello, everybody. Hello, Bean. Hello, Bean. Hello. 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 Hello, guys. Hello. 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 Hôm nay các bạn nào mới học buổi đầu tiên không? Hôm nay các bạn nào mới học buổi đầu tiên không nè? No. Hello. Hello. Yes. Hi guys. Hello everybody. Chào cô. Yes. Hello. Hello. Không biết rồi nhưng mà không biết đeo kiểu gì. Yes, hi guys. Hello. Hello, okay. Hello. Nhà nó có chia cho con gái được không? Okay, hello everybody. Hôm nay các bạn nào mới học buổi đầu tiên không? Bạn nào mới học buổi đầu tiên bạn thử chat vào cho cô à. Các bạn học được bao nhiêu buổi rồi? Các bạn thử ghi vào phần chat cho cô xem nè. Hello guys, yes. Hello, 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 hello everybody. Yay. Hello. Các bạn nào hôm nay là mới học buổi đầu tiên không? Các bạn nào học với cô hôm nay là đúng người từ buổi đầu tiên không? Không thì chắc cũng nhiều đúng không? Okay, so can you guys hear me clearly? Các bạn nghe cô rõ không? Can you guys hear me clearly? Có thể là mạng ở nhà cô hồi nãy nó mưa, hồi nãy trời mưa cho nên là mạng của cô đôi khi nó sẽ bị yếu một chút. Đôi khi nó bị yếu và cô sẽ hay bị văng ra, đôi khi cô bị văng ra một lần hai lần đó. Các bạn có gì cứ đợi cô rồi cô sẽ vào lại, nó tự sẽ vào lại, nó quay xong rồi nó sẽ vào lại. Ok, cho nên các bạn cứ ngồi và đợi cô nha. Rồi, cũng như là các bữa hôm trước thì đây là quy định của lớp mình nè. Các bạn ơi, đây là quy định nè. Thì các bạn sẽ tắt mic, sau đấy thì cô sẽ mở mic cho mọi người khi mà các bạn phát biểu. Ok. Rồi, để cô chỉ là một lần các bạn nào chưa biết cách mở mic. Các bạn nhớ giúp cô là mình khi mình mở micro là mình sẽ ấn vào nút nào mọi người? Ấn vào cái nút màu xanh giúp cô. Tụi con sẽ được nhận cái thông báo là một trong hai cái hình giống như vậy. Nói chung mình nó giống vậy nè. Thì tụi con cứ ấn vào cái nút màu xanh cho cô là mình sẽ mở cái micro mình lên được. Ok. Tiếp theo thì các bạn phải ấn raise hand. Cô sẽ thường mời các bạn. Mỗi lần cô cho các bạn, cô có câu hỏi gì hay là cô muốn mời bạn nào làm bài á, thì cô sẽ thường mời các bạn nào mà ấn nút raise hand. Các bạn nào mà đã ấn nút giơ tay á, ok, thì cô sẽ mời các bạn lên. Và không tự ý chat quá nhiều nè, để không để chat ảnh hưởng nè. Mình sẽ chat về cái bài học của mình thôi. Ví dụ cô kêu các bạn trả lời câu hỏi, các bạn ghi đáp án vào để lát nữa mình check lại á, thì các bạn ghi vào cái phần chat cho cô. Cuối cùng là nộp bài tập về nhà. Nộp bài tập về nhà đầy đủ nha. Ok. Hôm nay thì cô mới chấm vài bài thôi. Thường thì buổi tối cô mới dành thời gian cô chấm bài. Các bạn làm cũng rất là đa dạng nè. Có bạn còn làm được cá sấu nè. Đọc, các bạn khi mà cô đọc vào thì cô thấy cũng rất là dễ hiểu. Cô cũng hiểu được là tụi con đang miêu tả con gì. Nhưng mà cô nhớ cô có nhìn sơ qua bài của một vài bạn là bạn quên mất là mình không được tiết lộ tên của con vật đấy. Mà bạn ghi là my favorite animal is, ví dụ monkey chẳng hạn. Đó, các bạn lỡ ghi ra mất cho cô là cái tên con vật rồi. Ở đây thì cô muốn mọi người là giống như là cố gắng miêu tả cho cô. Mình nhìn để mọi người nhìn vào á, mọi người đoán được con gì, chứ không phải là mình ghi tên con vật đấy ra. Các bạn lỡ ghi rồi nhưng mà cũng không sao hết. Có gì tối nay cô sẽ chấm bài cho mọi người nha. Bạn Minh Linh cũng mới học bữa đầu tiên nè. Có gì tối nay thì cô chấm bài cho các bạn nha. Ok. Rồi bây giờ cô
ở đây thì có thể là bạn học buổi đầu tiên nhưng mà cô giới thiệu một xíu. Thì nếu mà thường ấy, khi mà cô gửi bài tập về nhà, cô gửi trong đây, cô sẽ gửi trong những cái group này. Thì đây cô gửi cái link vào, cô gửi cái link vào cho tụi con. Tụi con bạn nào chưa tham gia thì cứ tham gia vào nha. Bạn nào chưa tham gia vào cái group Zalo thì các bạn nhớ là các bạn sẽ tham gia vào. Ở đây thì cô sẽ gửi bài tập vào trong đây, cái yêu cầu bài tập cũng như cái video á, cô gửi ở dạng tin nhắn, tụi con bấm vào thì sẽ có những cái link, có những cái link video cô sẽ ghi kỹ ra. Bạn nào chưa tham gia thì mình tham gia vào cái group này giúp cô nha. Cũng như là để nộp bài tập, để mà tụi con nộp bài tập về nhà thì đây, tụi con sẽ tham gia vào cái group Facebook. Nộp bài thì nộp trên group Facebook và mình nhận thông tin, mình nhận những cái thông tin về cái lịch học cũng như là bài tập, yêu cầu này nọ đó. Thì tụi con sẽ nộp vào trong đây giúp cô. Ok. Đây, các bạn đợi cô nha. Đây. Rồi, bạn nào mà mình chưa vào thì mình cũng... có nhiều bạn cũng mới học được một buổi là cũng mới bắt đầu nè. Nhà con cũng mưa, yes. Nhà cô mưa rất là to, cho nên mạng của cô nó hơi bị yếu một xíu. Và sẵn tiện thì cô nói cho các bạn, cô xin lỗi mọi người là hôm nay cô sẽ không thể sửa bài tập được. Tại vì không biết là do mạng của cô hay sao ấy, thì cô lên cái Facebook nó không được. Bình thường thì cô sẽ lên sẵn cái Facebook đúng không? Nhưng mà hôm nay thì cô không lên Facebook, cô bấm không có vào được cái Facebook á. Cho nên là cô sẽ không sửa bài trực tiếp cho một vài bạn được. Lát nữa tối cô sẽ chấm cho từng bạn một. Ok, cho nên là các bạn thông cảm cho cô nha. Ok. Hôm nay thì cô rất tiếc là cô không bấm được cái Facebook, nó bị lắc quá. Nên là cô không sửa bài được. Có gì hôm sau thì cô sẽ sửa. Rồi, hôm nay thì cô nói với mọi người. Đây, bây giờ cái máy cô nó cũng hơi bị lắc một xíu nè. Chắc là lần trước cô có gửi tin nhắn. Với lại trong cái video clip cô cũng có gửi đó là hôm trước cô có đọc sai. Cô đọc sai từ này lúc cô sửa bài cho Bình Minh nè. Bình Minh nhớ không? Bình Minh đọc đúng rồi mà cô có đọc nhầm lại là đọc sai đó. Bình Minh nhớ không? Bình Minh? Bình Minh có ở đây không? Are you here? Cô ở... I live in Hồ Chí Minh City. Ok, Song An, I live in Hồ Chí Minh City. Đấy, thì lần trước các bạn nhớ cho cô từ này là Bình Minh đọc đúng nè mà cô bị đọc lại là sai. Cho nên hôm nay thì cô xin lỗi Bình Minh và các bạn nhiều và cô hướng dẫn các bạn nghe lại cái cách phát âm của từ này nha. Các bạn sẽ đọc theo cái cách phát âm này giúp cô nè. Ok. Pupil. 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 Đấy, đây là hai cách đọc. UK có nghĩa là giọng Anh á. Còn US có nghĩa là giọng Anh Mỹ đó. Thì cô cũng hướng dẫn các bạn sử dụng cái trang này để mình nghe phát âm luôn nè. Pupil. Pupil. Pupil là các bạn nhớ nè. Ở đây nó có định nghĩa cho mình nhưng mà trong tiếng Anh, a person, especially a child at school, một đứa trẻ ở trường, thì các bạn có thể hiểu pupil như là một đứa học sinh tiểu học vậy đó. Ok, pupil, pupil. 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 Rồi, bây giờ cô chỉ cho các bạn nè. Cô chỉ các bạn cách mà tụi con lên cái trang web này thì cô có gửi cái link rồi đó. Cái trang web này là Cambridge Dictionary nè. Ở đây tụi con có nhìn thấy cái đầu trang của cô không? Là Cambridge, Dictionary Cambridge. Tức tụi con cứ search cái này lên Google, mình bấm vào là có liền. Thì mình có một cái thanh tìm kiếm ở đây. Ví dụ các bạn không có biết từ nào đi, cô ví dụ một từ, từ cô ví dụ đại ha, evening đi. Các bạn không biết nghĩa của từ evening thì các bạn bấm vào đây, sau rồi bạn bấm nút tìm kiếm. Đấy, thì nó sẽ hiện ra cho mình luôn. Và tụi con muốn nghe cái phát âm á, thì tụi con sẽ bấm vào cái hai cái loa nhỏ xíu nè. Các bạn có nhìn thấy hai cái loa nhỏ xíu ở đây không? Thì các bạn sẽ ấn vào cho cô là mình sẽ nghe được hai bên là hai giọng khác nhau nè. Evening. 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 Đấy, tụi con thấy không? Evening. Người ta đọc rất là tự nhiên. Trong cái từ điển thì người ta đọc rất là tự nhiên. Tự nhiên hơn so với cái Google dịch đó. Thì tụi con nghe trong cái đường điển thì nó hay hơn. Nhưng mà cái này thì tụi con chủ yếu là nghe được từ vựng thôi. Tụi con nghe phát âm của từ vựng thôi, chứ mình muốn một cái phát âm mà kiểu như cả một cái cụm, ví dụ như là brush my teeth thì mình sẽ khó mà nghe được ở trên cái từ điển. Minh Quân không tiết lộ tên con vật. Yes, good job. Có như bạn đã gửi bài tập rồi, bài tập về miêu tả con vật đó thì tối nay cô sẽ chấm nhé. Ok, như vậy thì cô giới thiệu cho các bạn trang web này để các bạn có thể mình nghe phát âm. Các bạn nghe phát âm thì các bạn vào cái trang từ điển này, các bạn bấm cái từ ra như vậy nè.
rồi mình bấm vào cái loa là được. À, mình bấm vào cái loa là được rồi đó. Rồi còn ví dụ các bạn muốn nghe một cụm thì sao? Ví dụ cô hay nói là tụi con phát âm cái cụm này chưa rõ, chẳng hạn cái cụm brushes my teeth đi, brushes your teeth chẳng hạn. Đây cô có bấm sẵn ở đây nè. Thì tụi con cứ vào cái Google dịch là được. Mình nghe cụm với câu á thì mình nghe Google dịch là dễ nhất. À, tụi con cứ vào Google dịch nè, rồi tụi con bấm cái cụm mà tụi con muốn nghe phát âm lại. Tụi con sẽ bấm vào cái cụm mà tụi con muốn nghe phát âm á. Tụi con bấm có cái loa nè, thì tụi con bấm vào cái loa. Brushes your teeth. Brushes your teeth. À, bấm lại lần hai á thì nó sẽ phát âm nghe chậm hơn. Brushes your teeth. Brushes your teeth. Đấy, thì các bạn nào mà cô có nhận xét chẳng hạn như là con đọc sai, con cần chú ý phát âm của cái cụm này cụm kia đó, thì các bạn lên cái Google dịch này, mình bấm cái cụm đó ra là mình nghe lại cái phát âm mà mình đọc theo nha. Ok. Rồi, hôm nay thì cô xin lỗi mọi người là cô sẽ không có sửa bài cho các bạn được, bởi vì cái máy của cô ở trên cái Facebook thì nó bị lắc quá. Cho nên là mọi người thông cảm giúp cô nha. Bạn nào ở trên livestream cũng có thể vào lớp học được. Chúng ta vẫn còn chỗ ở trong lớp nè. Các bạn có thể vào lớp học nha. Rồi, hôm nay thì mình sẽ học, chủ yếu mình học bài mới nha. Ok. Có gì thì cô sẽ tối nay cô chấm bài cho các bạn sau nha. Rồi, lần trước là mình đã dành tới 2 buổi. Các bạn có nhớ là mình đã dành 2 buổi để tập trung vào thi hiện tại đơn đúng không? Có nhiều bạn thì cũng đã rất là rành, có nhiều bạn thì cũng còn chưa rành. Nhưng mà các bạn nhớ là mình về mình phải coi video bài giảng lại và mình nghe lại những khúc giảng bài, cũng như tụi con xem lại cái lúc mà những bạn mà được mời lên làm bài tập á, thì tụi con chú ý vào những cái câu ví dụ, những cái câu bài tập đấy mình bắt chước theo, mình phải hiểu tại sao nó lại dùng như vậy. Tại sao nó lại không chia, nó thêm SES, tại sao nó lại không thêm, tại sao nó lại thêm, thì mình chú ý cho cô ha. Thì ở đây còn có 2 câu này thì cũng đơn giản thôi. Ở đây thì nó nhấn mạnh vào cái chữ before school với after school. Đây, before school với after school. What does he or she do before school? Thì ở đây before school thì lần trước các bạn cũng học rồi. Before school là trước giờ học hay là sau giờ học này mọi người? Before school là trước giờ học hay sau giờ học này, các bạn còn nhớ không? Before school. Lần trước mình có làm những cái bài tập về before school với after school nè. Khang hỏi cô ở quận mấy hả? I live in district 6. 6. Con hay dùng cái này để học tiếng Anh. Cô ở trên mạng cũng có rất là nhiều cái Harry Potter viết bằng tiếng Anh đúng không? Đúng rồi, mình học mình nghe là cũng được. Yes. Before school là trước giờ học nè, và after school là sau giờ học nè. Ok, thì ở đây người ta có câu ví dụ nè, tụi con nhìn nha. Ví dụ cô có câu hỏi là what does he do before school? Cô ấy làm gì trước giờ học? Thì câu trả lời của mình sẽ là chủ ngữ nè. Cô hỏi he thì mình trả lời he. He và đương nhiên là thì hiện tại đơn thì tụi con phải làm gì? Tụi con phải chia động từ đúng không? Thì cái chữ eat tụi con sẽ thêm s. He eats breakfast before school. After school cũng vậy. Bạn làm gì sau giờ học? Thì mình khi người ta hỏi bạn làm gì thì mình trả lời, mình phải nói là mình đúng không? Mình làm gì thì mình nói là I play soccer after school. Và bởi vì chủ ngữ là I cho nên là mình không chia động từ gì hết mà mình giữ nguyên. Cái này thì các bạn học thì hiện tại đơn là cũng rất là rõ rồi nè đúng không? Rồi hôm nay thì mình sẽ học chủ yếu bài mới, những cái bài tập mình làm những cái bài tập thì cái bài này cũng rất là dễ. Ok, cô sẽ mời một bạn thôi, only one, ok? Và bạn sẽ điền cho cô là before hay là after, Những bạn nào mà cô không mời thì các bạn sẽ ghi vào chat box giúp cô. Ví dụ câu 2 thì con ghi before, câu 3 là after, câu 4 là before chẳng hạn. Mình ghi số kèm với cái mà tụi con chọn đó. Và các bạn học ở trên livestream cũng vậy, mình cũng sẽ ghi cho cô là 2 là gì, 3 là gì, 4 là gì, 5 là gì cho cô nha. Ok, I will invite a friend. Ok, đây là Claudia's schedule. Đây là cái thời khóa biểu của Claudia's schedule.